Công an tỉnh Hòa Bình hôm nay khởi tố tạm giam 3 người có hành vi vận chuyển, đổ gần 9 tấn dầu thải xuống nguồn nước sông Đà. Các bị can gồm Lý Đình Vũ, 37 tuổi, Nguyễn Trương Đại, 25 tuổi, cùng quê Bắc Ninh và Hoàng Văn Thám, 33 tuổi, quê Lạng Sơn. Đối mặt với cáo buộc phạm tội gây ô nhiễm môi trường, theo điều khoản 2, điều 235 Bộ Luật Hình sự 2015, cảnh sát xác định cả 3 trực tiếp xả dầu thải xuống sông Đà gây ô nhiễm nguồn nước. Các quyết định tố tụng với 3 bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình phê chuẩn. Và để khắc phục hậu quả do các đối tượng này gây ra, Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam đặt các tấm lọc chuyên dụng dọc theo suối Trầm và suối Bằng dẫn về hồ nước để tách dầu. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên VTC1, hiện hồ Đầm Bài, nơi mà công ty nước sông Đà lấy nước trực tiếp để sản xuất bán cho người dân thủ đô, còn tiếp nhận rất nhiều những nguồn thải khác nhau. Gia đình anh Cảnh nằm sát cạnh con suối Hém. Mọi sinh hoạt, nguồn thải của gia đình anh đều thải xuống con suối này. Theo anh, các hộ dân bên trên con suối còn lắp hẳn cả đường ống thải xả thẳng xuống con suối như thế này. Cái nước thải để xuống đây đấy. Thải qua ống này à? Qua ống này. Qua ống mà chảy thẳng xuống suối hay là thành, như thế nào? Thành xuống suối luôn. Coi như là trên này là nuôi trâu bò mấy lợn đấy, là cho vào ống này là thải xuống suối luôn. Theo lãnh đạo xã Phú Minh, hiện có khoảng hơn 100 hộ dân sống xung quanh suối Tràm Cun, suối Trầm và suối Hém. Và toàn bộ nguồn thải sinh hoạt của các hộ này đều xả thẳng xuống suối. Cái hồ chất thải của bà con nhân dân sinh sống khu vực đấy thì họ cũng xả thải ra bình thường như các hộ dân khác thôi. Bởi vì là các hộ dân thì hàng ngày sinh hoạt thì nước thải vẫn thải ra môi trường. Còn cũng chưa, các hộ dân cũng nhiều hộ là chưa có cái điều kiện để mà xây dựng các công trình vệ sinh nó đảm bảo về chất lượng để mà như kiểu là biêu ga để mà đảm bảo được. Không dừng lại ở đó, cũng theo người dân, vào tháng 3 hàng năm, khi người dân chuẩn bị bước vào mùa trồng cây mới, họ sẽ sử dụng thuốc diệt cỏ để phun toàn bộ trên các đồi cây. Và nếu gặp trời mưa thì toàn bộ thuốc diệt cỏ sẽ chảy thẳng xuống các nhánh suối. Mua trồng sẵn và mua trồng ở trên này gọi trồng cái đọt là cái cây mà khoai giống mà để làm là trồi đấy, làm miên. Thế khi mà phun thuốc diệt cỏ thế thì các cơ quan chức năng chính quyền đây người ta có khuyến cáo gì không hay người ta cứ phun thế? Ủa chị, ai khuyến cáo, nhà nào rồi ngoài cứ phun thoải mái. Bên phía công ty sông Đà người ta cũng không có ý kiến gì. từ xưa tới nãy là vẫn thế thôi. Đấy là cứ đến hàng năm tháng 3 là phun thuốc diệt cỏ. Tháng 3 dương lịch, cuối tháng 1 âm lịch. Hồ Đầm Bài là nơi tiếp nhận nguồn nước từ 3 con suối, suối Tràm Cun, suối Trầm và suối Chèm. Suối Tràm Cun và suối Trầm chảy vào suối Vật Lại, từ suối Vật Lại chảy thẳng vào Hồ Đầm Bài. Suối Hém cũng được chảy thẳng vào Hồ Đầm Bài. Có thể thấy, hiện nay Hồ Đầm Bài là nơi tiếp nhận tất cả các nguồn thải từ người dân địa phương, thậm chí cả thuốc diệt cỏ. Và Hồ Đầm Bài là nguồn nước được công ty nước sông Đà trực tiếp lấy để sản xuất nước sạch cho dân.